Một ngày đẹp trời, Bảo Ngọc và Bảo Dung cùng nhau đi dạo trong công viên. Bảo Dung mang theo con búp bê vải yêu thích mà cô bé gọi là Bông Bông. Bảo Dung nắm chặt Bông Bông trong tay, không rời nửa bước. Khi hai chị em đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, đột nhiên một người lạ mặt chạy tới và giật lấy Bông Bông từ tay Bảo Dung. Cô bé hét lên: "Chị Ngọc ơi, người ta lấy Bông Bông của em rồi." Bảo Ngọc ôm lấy em gái trấn an: "Không sao đâu Dung, để chị giúp em." Bảo Dung vẫn khóc nức nở: "Nhưng mà em muốn Bông Bông ngay bây giờ." Bảo Ngọc nghĩ nhanh, lấy điện thoại ra và đưa cho Bảo Dung: "Em gọi mẹ đi, mẹ sẽ biết phải làm gì." Bảo Dung run run nhấn số gọi cho mẹ: "Mẹ ơi, có người lấy mất Bông Bông của con rồi." Chị Phương nghe xong liền nói: "Con đừng lo, mẹ sẽ báo chú bảo vệ ngay. Các con cứ ở yên đó nhé." Chỉ một lát sau, chú bảo vệ công viên đã xuất hiện. Chú hỏi hai chị em: "Chú nghe mẹ các cháu nói rồi, người lấy búp bê của cháu mặc áo màu gì nhỉ?" Bảo Dung lau nước mắt: "Dạ, chú ấy mặc áo màu xanh." Chú bảo vệ gật đầu, đi quanh công viên tìm kiếm. Một lúc sau, chú quay lại với một nụ cười: "Cháu Dung ơi, chú đã tìm thấy Bông Bông của cháu rồi đây." Bảo Dung reo lên: "Bông Bông của em, cảm ơn chú nhiều lắm." Chú bảo vệ đưa lại búp bê cho Bảo Dung và dặn: "Lần sau, cháu nhớ giữ đồ cẩn thận nhé, đừng để người lạ dễ dàng lấy mất như vậy." Bảo Dung gật đầu lia lịa: "Vâng, cháu sẽ nhớ." Khi mẹ đến đón hai chị em về nhà, Bảo Dung vui vẻ kể lại chuyện: "Mẹ ơi, chú bảo vệ đã tìm lại được Bông Bông cho con rồi." Chị Phương cười hiền: "Mẹ rất tự hào về hai,